Xin chào các bác. Xin chào các bác. Cái cải kết xanh hàng nguyên bao bì của Thái. Đây. Đó. Hàng này của hiệu Jujia. Đây là có rất là nhiều cái nhãn hàng, cái mã hàng khác nhau các bác nhé. Hàng này thì hàng chuẩn rồi. Hàng này thì khách nhìn bên shop là phản hồi rất là tốt luôn nè. Về cái tỷ lệ để mầm rất là cao, tầm 80-90%. Đó. Và trồng thì rất là thích luôn. Lá xoăn. Đó. Cái này chúng ta tỉa ăn lá dần nha các bác nhé. Đó. Chúng ta nên tỉa ăn lá dần vì cái này là ăn lá mà. Nó rất có nhiều công dụng cho cái sức khỏe của chúng ta đối với cải kết xanh này. Các bác có thể là làm nước ép để uống, chúng ta xào hoặc nấu canh. Các cái vitamin và khoáng chất ở trong cải kết xanh này rất là tốt.